Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trí ngủ trong xã hội Việt Nam Ngày 13 tháng 8, Facebooker Châu Đoàn, tức nhà báo Đoàn Bảo Châu, đã bình luận trên trang cá nhân của mình về thói háo danh của người Việt. Thời báo chấm giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Và đây là hình tế tật trên Facebook Châu Đoàn. Tôi không ngạc nhiên về sự việc sự thích chân quang không có tên trong danh sách dự thi tốt nghiệp cấp 3 khi mà xã hội Việt Nam đầy rẫy tính háo danh, ưa chuộng sự khoe mẽ bằng cấp, danh hiệu, nhân vật thích chân quang cũng chỉ là một cá nhân điển hình trong đám đông cùng một màu sắc giả tạo. Tôi đã viết rất nhiều về những phát ngôn ngớ ngẩn của nhân vật này khi hắn đang được tung hô một cách ồn ào. Nhưng tôi không chỉ muốn nói đến tay giáo sư thợ nói bậc thầy trong việc uống éo ngôn từ Hoàng Chí Bảo, người được trả tiền để ca tụng ai đó trong những bữa tiệc mà hắn được mời. Sau khi ca tụng, họ lại vội vàng chối bỏ chính những lời mình đã nói, đổ lỗi cho người khác rằng đã gán ghép câu chữ vào miệng mình để tránh mất mặt. Tế tật này tôi muốn nói đến những người tự nhận là trí thức ở Việt Nam. Họ có chút chữ nghĩa trong đầu, sở hữu vài cuốn sách, nhưng nhân cách lại nông cạn. Họ chỉ viết ra những điều mà quyền lực chấp nhận và được công chúng dễ dãi tung hồ. Họ khoe khoang những chai rượu đắt tiền, những bữa tiệc xa hoa trên mạng xã hội tự hào khi được kề vai, cọ má với những người mà họ coi là thượng lưu trong xã hội. Và đây là hình thượng tọ thích chân quan. Điều họ không hiểu là một người được coi là trí thức trong xã hội thì trước tiên cần phải dùng trí tuệ và trái tim để đánh thức lương tri xã hội, sử dụng vốn tri thức của mình để góp phần khai sáng dân trí, chứ không phải để ru ngủ dân chúng bằng những lập luận mơ hồ, thiếu căn cứ và vô bổ. Đến đây, tôi thấy việc gọi là trí ngủ là thích hợp. Họ chỉ được thức tỉnh một chút bởi chữ nghĩa, nhưng thực chất chỉ đại diện cho một tầng lớp có chữ nghĩa trong ao làng. Họ chỉ biết ăn theo, nói leo và chẳng bao giờ trăn trở về điều gì, miễn là có ai đó mời đi nhậu chiều nay hay tuần sau có hội nào đó rủ đi chơi. Họ lại có tính kiêu ngạo, mang trong mình ảo tưởng rằng mình là thành phần trí thức thực sự của xã hội, là tinh hoa của thời đại tự cho mình là chiếu trên với cách ứng xử trình thường. Trong khi đó, trí thức đích thực bắt buộc phải là con tim và khói óc của xã hội. Con tim biết đau với nỗi đau của dân nghèo, dũng cảm dám nói những điều trái với sự áp đặt của quyền lực. Khói óc biết khát khao nhìn ra những căn bệnh của xã hội và tìm ra phương thuốc chữa trị. Đó là những người có chút chức sắc trong lĩnh vực văn hóa, có liên quan đến sách vở. Và đây là hình một trong những cái lò tạo ra những trí thức Việt Nam nhưng đám đông còn lớn hơn nhiều có thể nói gấp hàng trăm hàng ngàn lần so với đám trí thức giả tạo chỉ lo kiếm tiền kiếm tiền là một nhu cầu cần thiết và đáng khen khi được thúc đẩy bởi nhu cầu thực sự của cuộc sống nhưng khi con người quá miệt mài kiếm tiền họ trở thành những sinh vật tầm thường lúc nào cũng chỉ lo tích lũy cho đầy tổ mà không biết sẽ làm gì tiếp theo khi tổ đã đầy họ không cần băn khoăn về ý nghĩa của cuộc sống cứ ăn ngủ và hưởng thụ nhưng ở một đẳng cấp cao hơn mặt bằng xã hội để thấy oai. Tầng lớp quán sữa mà. Số người thực sự đáng trọng trong xã hội, những con người có trái tim và khói óc thực sự biết đập và suy nghĩ đúng với chữ trí thức thì rất ít ở Việt Nam. Điều đáng buồn là điều này khiến những con người thật sự có lương tri và đáng trân trọng trở nên cô đơn trong xã hội. Họ là những người thiệt thòi nhất. Những kẻ thô bỉ thậm chí còn coi thường bảo họ dạy sao không sống khôn ngoan như chúng những người trong hệ thống không phải không nhận thấy xã hội đang xuống cấp toàn diện. Chính vì vậy mà có vị kêu gọi chấn hưng văn hóa bằng nhiều ngàn tỷ, nhưng riêng lời kêu gọi đó đã thể hiện một não trạng kém cỏi và thô thiển về văn hóa rồi. Martin đã nói rất đúng. Cuối cùng, chúng ta sẽ không nhớ lời nói của kẻ thù, mà là sự im lặng của bạn bè. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trí ngủ trong xã hội Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Lãnh đạo chỉ quan tâm đến đấu đá, bỏ qua những vấn đề quan trọng của đất nước. Ngày 12 tháng 8, BBC Tiếng Việt bình luận Việt Nam cạnh tranh nội bộ khiến lãnh đạo lơ là trước các thách thức của đất nước. Theo đó, Tổng trọng qua đời để lại khoảng trống quyền lực. Hiện Tô Tổng kiêm nhiệm hai vị trí, nhưng đây được cho là phương án tạm thời. Giới quan sát dự kiến, từ đây tới Đại hội đảng 14, cuộc đua vào vị trí Tổng bí thư sẽ ngày càng khốc liệt. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. BBC dẫn nhận xét của giáo sư Jonathan London, người Mỹ cho rằng, Việt Nam từng có ông Trọng kiêm nhiệm Tổng bí thư và Chủ tịch nước. Nhưng sắp tới, Việt Nam sẽ có đại hội đảng thì sẽ quay lại thể chế cũ, tức tứ trụ riêng biệt. BBC trích dẫn một hãng tin quốc tế cho biết, Việt Nam đang trong thời điểm quan trọng khi hưởng lợi từ chính sách của các doanh nghiệp về đa dạng hóa nguồn cung, tránh phụ thuộc vào Trung Quốc. Những biến động chính trị đã phần nào gây lo ngại cho giới đầu tư, nhất là khi các quan chức cấp cao, có cả thành viên Bộ Chính trị và Tứ trụ, mất chức mà không có lý do cụ thể được nêu. BBC chỉ ra, từ đầu năm 2024 tới nay, Việt Nam đã chứng kiến những chuyển biến nhân sự chưa từng có với một loạt ủy viên Bộ Chính trị xin thôi chức như trưởng ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực ban bí thư Trương Thị Mai và bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Và đây là hình tân tổng bí thư Tô Lâm. Ngày 19 tháng 7, với sự ra đi của tổng trọng, Bộ Chính trị mất thêm một ủy viên nữa. Như vậy, ba vị trí trong tứ trụ đã thay đổi so với đầu khóa. Những sự kiện kể trên được cho là cơn địa chấn chính trị chưa từng có ở Việt Nam. BBC dẫn lời giáo sư cho Thanh Anh Luân từ Mỹ cho biết, ông không hạ thấp tầm quan trọng của vấn đề nhân sự, nhưng điều ông quan tâm hơn là giới lãnh đạo hiện tại làm thế nào để giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước. Trong thời gian tới, Việt Nam phải đối phó với những sự thay đổi to lớn trong đó có việc chuyển sang năng lượng xanh, chuyển từ một xã hội nông nghiệp sang công nghiệp công nghệ cao, công nghệ bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp trong hệ thống giáo dục, giáo sư Lương Đồn nói. Theo ông Lương Đôn, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện chính sách ngoại giao cây tre để có mối quan hệ tốt với tất cả các nước. Điều này giúp Việt Nam giữ được độc lập, chống lại những yêu sách phi lý và bất hợp pháp của Trung Quốc, trong khi vẫn giữ gìn được mối quan hệ tốt với họ. BBC cho biết trong lịch sử Việt Nam, chưa từng có tổng bí thư nào xuất thân từ công an như ông Tô Lâm, trong khi tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã từng phục vụ cho quân đội. Bộ Chính trị khóa 13 hiện cũng có tới 5 nhân sự xuất thân từ công an, gồm các ông Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Nguyễn Hòa Bình, Phan Đình Trạc và Nguyễn Văn Nên. Điều này dấy lên nỗi lo về một nền chính trị công an trị. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. BBC dẫn nhận định của nhà nghiên cứu David Hutt từ Viện Trung Âu về nghiên cứu châu Á cho rằng ông Tô Lâm thiếu kinh nghiệm về đối ngoại là điều không bàn cãi, nhưng chủ yếu là vì ông ấy chưa có cơ hội cọ xác. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng rất thiếu kinh nghiệm về chính sách đối ngoại khi mới nhậm chức vào năm 2012. Vì vậy, ông Tô Lâm có thể học hỏi qua thực tiễn công việc như hầu hết các đời tổng bí thư đều làm. Tuy nhiên, trong thời gian làm tổng bí thư suốt 3 nhiệm kỳ, Trái với điều lệ đảng, ông Trọng đã can thiệp sâu vào chính sách đối ngoại lẫn công việc của chính phủ, điều mà các đời tổng bí thư trước ít nhúng tay vào. Ông David Hutt đánh giá, ông Tô Lâm cũng có thể sẽ dấn thân nhiều hơn vào ngoại giao. Đây sẽ là một vấn đề đối với ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lãnh đạo chỉ quan tâm đến đấu đá, bỏ qua những vấn đề quan trọng của đất nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.